đánh. Phòng tham mưu, thượng tá, phó tham mưu trưởng bộ chỉ huy quân sự. Ngày 7 tháng 2, ủy viên thường vụ đảng ủy quân sự tỉnh Sóc Trăng, đại tá, phó chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa bà con cử tri và các bạn thân mến, bà con và các bạn vừa theo dõi phần công tác điện tử các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 12. Xứng đáng để bầu vào đại biểu Quốc hội lần này, góp phần vào sự thành công tốt đẹp cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 12 được diễn ra vào ngày 20 tháng 5 năm 2007. Kính chúc bà con và các bạn sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Thân ái kính chào. Nhiệt liệt chào mừng ngày 20 tháng 5 năm 2007, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 12. Bầu cử đại biểu Quốc hội là trực tiếp góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. Sáng suốt lựa chọn những người có đủ đức tài bầu vào Quốc hội khóa 12. Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 12 dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm. Bầu cử đại biểu Quốc hội là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân. Cử tri Sóc Trăng tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 12. Đảng bộ, quân và dân Sóc Trăng thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 12. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta.